Những ai mà bị viêm xoang nặng hoặc nhẹ, hãy xem hết video này và áp dụng thử xem là có hiệu quả không nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị là một ít cây lá cất lợn. Và trên đây là hình ảnh của cây lá cất lợn. Lấy cây lá cất lợn về rửa sạch, giã nhỏ này. Sau đó thì nhỏ 1 đến 2 giọt trực tiếp vào mũi trái. Chúng ta hãy nhỏ một bên trước, sau 15 phút thì hãy nhỏ cái bên còn lại. Những ai mà không quen nhỏ trực tiếp thì chúng ta có thể lấy một ít bông gòn thấm cái nước cây lá cất lợn, sau đó thì nhét vào lỗ mũi bên trái và chúng ta nhét một bên thôi. 10-15 phút sau sẽ nhét cái bên còn lại. Một ngày chúng ta áp dụng như thế 1 đến 3 lần và xong vòng 1 tuần thì có thể là có hiệu quả. Những ai mà bị nghẹt mũi hay sổ mũi thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng bài thuốc này để giúp cho chúng ta được thông mũi dễ dàng hơn. Hồng Phượng đồng hành cùng gia đình bạn chăm sóc sức khỏe chủ động.